Áo lính Tây Nguyên. Xin chào các bác. Xin giới thiệu đến các bác một chiếc áo M65 phi la két, chuẩn hàng cấp phát cho lính Mỹ năm 1967, size medium regular, phù hợp với các bác có chiều cao trung bình khoảng 1m68, 1m73 và có cân nặng trên 68 kg hoặc là từ 68 kg đổ lên. Thì bởi là 68 kg đổ xuống thì dành cho các bác là mặc áo size small, còn 68 kg đổ lên là các bác đã chuyển sang mặc medium được rồi. Thì thế nên em mới thông báo cho các bác là chiếc áo này là size medium regular, thì nó có cái chiều thước đo của nó là vai 53, dài lưng 79, thì phù hợp với các bác cao 1m68, 1m73 và nặng là trên 68 kg hoặc là từ 68 kg đổ lên. Thì tổng thể chiếc áo này hiện giờ là nếu tính về độ mới thì phải nói là nó gần như là mới, nhưng mà được chấm theo mắt thường thì khoảng là 99%. Thì các bác cứ tưởng tượng được, hình dung ra được là nó mới như thế nào, thì cứ khoảng 99%. Và ở trên tiêu đề em có ghi là M65 phi la két màu xanh ngọc đấy, thì em cũng có muốn là nhấn mạnh đối với cái video này là để cho các bác dễ nhận biết video, là thấy một cái video là có chữ là màu xanh ngọc, thì em cũng muốn nói đến với các bác là một chiếc áo này, nó chiếc này nó có một cái màu xanh ngọc rất đẹp, nó là có màu xanh kiểu như là cái màu xanh sáng đấy, mà nó có cái màu xanh biếc ấy, xanh ngọc giống những cái đời M51 xưa đấy. Đấy thì con áo này nó có một cái màu rất là đặc biệt, màu xanh xanh rất là dịu mắt, mà nó ở cái dạng như là thôi em cũng hình dung là nó là cái màu xanh ngọc, nó xanh xanh hơn bất kỳ những cái chiếc M65 nào khác mà để bên cạnh nó thì chắc chắn nó sẽ rất là xanh đấy, nên là nó ở cái dạng tông màu là rất là đặc biệt. Rồi thì bây giờ em mời các bác đi vào để tham quan chiếc áo. Như thường lệ thì mời các bác xem về cái vấn đề về mũi tay, thì các bác có thể thấy là một chiếc áo nó rất là cứng và đanh, nó mới, độ mới là rất là cao. Thì các bác có thể thấy đây này, đấy đấy là cái dàn V tay. Và con áo này nó có cái chất vải là chất vải ngang và thô. Đấy, chất vải ngang, thô và đanh. Và chiếc áo này nó cũng khá là nặng. Thì nó nặng khoảng tầm 1,7 kg các bác ạ. Chiếc áo này nó nặng bất thường. Thì nó nặng khoảng tầm 1,7 kg, bởi vì là cái chất vải này nó quá là nặng này, cái chất vải cứng, nó cứng và nó thô ráp này. Các bác có thể thấy là các cái thớ ngang của nó xếp ngang như kia đấy. Thì các bác có thể thấy con áo này, cái mũi tay thì em có thể cầm cái mũi tay em rung lắc như thế này. Đó, các bác có hình dung ra được không, em cầm cái mũi tay đúng không, em rung lắc như thế này mà nó không gãy được xuống thì chứng tỏ là con áo này nó cứng như thế nào. Đấy, các bác hình dung ra được nhé, độ mới, về cái độ mới của nó. Còn về cái độ độ khô áo, khô vải, cái chất vải nó thô ấy, thì các bác nghe này. Đấy, em có thể em cào đúng không, em cào lên trên cái bề mặt của vải để các bác hình dung được cái độ độ cộm đấy, cái độ cộm của con áo. Và cái chất mũi tay này các bác xem này, hầu như là cũng chưa có tì vết gì, con áo này nó mới quá đấy nhá. Về cái vấn đề nách tay này, thấy chưa, các bác có thể nhìn con áo này, nhìn thấy cái dàn vải của nó rất là, nhìn thấy nó rất là khủng, rất là khủng.
Trên áo đây thì có dính vài cái vệt gọi là cọ cọ, hơi mây mây, không vấn đề gì các bác. Xem quả lưng này, đấy. Nhìn con áo là các bác có thể thấy được được là một con áo khá là chất lượng đúng không các bác? Nó phẳng phiu, đấy, phẳng phiu, gãy góc, vuông vuông sắc cạnh và cứng áo, rất cứng. Còn đây là phía trên cầu vai, đấy. Đối với kênh áo lính Tây Nguyên thì các bác xem video là cực sướng mắt luôn. Đây. Đấy, các bác có thể thấy con áo nó cũng xứng đáng với cái giá trị của nó đúng không các bác? Rất đẹp các bác nhỉ. Đây là cái dàn cổ này, là dàn cổ cứng này. Đây, đây con áo các bác có thể thấy không? Cứng đét luôn. Và đây là cái mạc dán cổ của nó đây. Đấy. Đẹp không các bác nha. Đây, dàn cổ của nó đây. Phía trên đây là có một cái quả khóa. Nó cũng có hơi oxy hóa nhẹ theo năm tháng thì không tránh khỏi các bác nhé. Bác nào về vệ sinh thêm, vệ sinh lại đánh lấy lau chùi xăng dầu lại là nó bóng loáng thôi, không có gì cả. Còn đây là cầu vai là phía bên kia này các bác này, đấy, thấy chưa? Các bác có thể thấy chất vải chứ? Chất vải xanh ngọc của cái dòng 67, 1967 đời đầu. Và đời đầu như nào thì các bác chốc nữa em sẽ giải thích thêm. Đây là cái bề lưng của nó. Rồi mời các bác đi xem phía bên mũi tay phía bên kia. Đây. Các bác có thể thấy không? Đấy. Đẹp hoàn hảo các bác nhé. Còn vấn đề mũi tay này các bác này, nó thẳng tắp luôn, nó cứng như này, rung không đổ được. Là các bác có hình dung được cái độ mới như nào. Thì thế em mới bảo là nó khoảng khoảng là 99% là nó mới như thế nào rồi. Đây, quả nách này, đấy. Túi tung đâu rồi, đấy, các bác thấy sao không? Nét căng đúng không? Đây, còn túi dưới. Cái đường nét của con năm 1967 này quá là ác. Đấy, các bác có thể thấy không? Cúc bấm đồng RAU rau và cái dàn túi bột mì trắng bóc luôn. Chỉ chọt này các bác này, thấy không? Đường nào nó ra đường đấy. Con bọ, con ruồi này các bác này, chặt không? Con áo chắc nụi nụi luôn. Các bác cứ hình dung cái tay em cào này. Đấy. Là để các bác hình dung nhá. Rồi tiếp theo, các bác coi phim ở xem phim xem video ở kênh Áo Lính Tây Nguyên thì không vội được, các bác cứ bình tĩnh. Rồi bây giờ mời các bác đi vào trong để em sẽ giật các cái con cúc này ra. Đấy, các bác xem thấy một con áo nó rực rỡ nhá. Tiếp tục. Đấy, càng ngày thì sẽ càng lộ diện ra một ổ khóa khủng khiếp đẹp. Đấy. Đấy, các bác có thể thấy chưa? Em quay phim thì chất lượng, các bác cứ yên chí nhá. Đấy. Một bộ khóa. Tại sao từ lúc đầu em kêu đây là một cái con 1967 đời rất là sâu, bởi vì nó được xếp vào những cái hàng ngũ những cái con 67 đời đầu, bởi vì con này nó trang bị khóa ta long mạ bạc. Đấy, các bác nhé. Và theo các nguồn thông tin từ các người lớn thì dòng ta long này đa số là được mạ bạc, chứ nó không như dòng khóa coma hoặc là khóa Sokoville. Đấy, những dòng khóa coma và Sokoville thì là nó là nhôm nguyên chất. Còn dòng ta long thì được mạ một cái thành phần bạc và trong đấy, nên là nó có một cái độ sáng, nó sáng bất thường các bác nhé. Đấy, các bác có thể hình dung được cái đế khóa đây này. Đấy, đấy, cái dàn khóa của nó rất là khủng. Và cái thân đế của chất vải khóa đấy, cái vải mà chân khóa đấy thì nó là cái dòng xương cá. Đấy, các bác có hình dung ra được không? Cái chân khóa nó là bố, bố xương cá. Đặc biệt cái dòng này nó
chỉ có ở dòng khóa Ta Long và dòng dòng khóa Rao của M51 thôi. Đấy thì mới có cái chất cái chất liệu là chân bố xương cá, các bác chú ý nhá. Đấy, các bác có thể thấy các cái đường nó đan chéo nhau không? Thì đấy, nó chỉ có ở trên bộ khóa Ta Long và trên bộ khóa Rao. Đấy, khóa Rao là cái dòng khóa của M51 đấy các bác. Đấy, khóa xám đấy, đấy khóa Rao đấy, siêu bền đấy. Và nó cũng được thiết kế tương tự như các cái dòng của M51 xưa. Thì cái con này là cái dòng đời đầu nên nó được trang bị khóa Ta Long. Đấy, các bác cứ hình dung như thế. Và cái con Ta Long thì tại sao nó có cái nó có một cái ánh sáng của nó bất thường lắm các bác nhá, nó sáng rực luôn. Đấy, đấy các bác có thể thấy nhá. Nó sáng mà mình quay phim nó còn khó luôn, khó khăn, rất là khó khăn, nó sáng lắm. Thì các bác hay đeo cái dây bạc ấy, hay đeo dây bạc ở cổ ở tay thì các bác biết rồi, cái độ sáng của bạc cái bao giờ nó cũng phải nó phải lấp lánh hơn là nhôm. Đấy, nhôm thì nó phải đục. Đấy, còn đây là dòng này nó được mạ một cái số lượng thành phần nào đấy có liên quan đến bạc các bác nhá. Đấy, nó bóng và nó còn bên dưới đế đây này, nó có một chữ T thì nó đại diện cho cái chữ là cái chữ Ta Long phía trên đây này, các bác có thấy không? Ta. Đấy, ta lon kìa, đấy. Rất sáng nhá các bác nhá. Ổ khóa quá đẹp này các bác này. Rồi. Thôi bây giờ mình quay phim nhưng mà em hay cũng tản mạn việc này việc kia tí cho nó vui. Rồi, mời các bác kéo xuống. Kéo xuống nào. Ổ khóa này còn quá mới luôn các bác. Úi giời. Úi giời. Nó mới là nó hơi rít các bác ạ. Bộ khóa rất là đẹp nhé, nó sáng bóng luôn. Đây là được xếp vào những cái ổ khóa bền bền bỉ đấy, bền bỉ hàng đầu luôn của dòng M65. Con 67 này này, con áo 51967 này nó được trang bị cái bộ khóa Ta Long thôi là em nhìn là biết ngay là những cái con 67 đời đầu rồi. Và nó có một cái đặc biệt đặc trưng cho dòng Ta Long đó là cái đế. Đấy, hai bên đế này các bác này. Các bác cứ đi so sánh với những cái con 67 và 68 đời sau thì bố của nó là sẽ là bố bố trắng hoặc bố vàng hoặc bố xanh là chất vải, vải bố. Còn đây là dòng đây gọi là chất dù các bác nhá. Nó cũng có độ bền vĩnh cửu với các bác luôn. Dòng Ta Long, đế Ta Long và có chân 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 dù như cái dòng Ta Long này thì các bác yên chí là nó không thể nào bị có hiện tượng là trẻ, các bác công nhận em không? Các bác đã từng trải qua nhiều con áo thì các bác hình dung ra em nói là thông thường nó hay bị trẻ chứ đúng không? Dùng một thời gian dài là nó cứ trẻ cái này ra đúng không? Còn riêng đối với cái dòng khóa Ta Long này ấy, thì cam kết với các bác luôn là dùng muôn thuở. Đấy, em đã bảo là dùng muôn thuở, trừ khi là mình lấy gì mình cắt nó, mình phá nó thôi thì nó mới hỏng được. Thì hầu như là cái dòng Ta Long này thì vĩnh vĩnh cửu, không có ngày nào gọi là cái ngày gọi là tưa tưa hoặc là rách khóa cả. Nó là bằng chất dù các bác nhá, nên nó không thể nào mà kéo mà rách được. Đấy, bác hình dung ra được không? Đấy, em quay phim thì em cũng vừa nói chuyện nhưng mà để các bác hình dung ra được cái độ bền của khóa Ta Long nó kinh khủng cỡ nào nha. Thì một số các bác cứ để ý những chiếc áo nào mà nó cũ nha. Giờ em nói chuyện tiếp đây này. Giờ nói chuyện về vấn đề khóa. Có những chiếc 51967 mà khóa Ta Long mà đến giờ các bác còn giữ đấy. Phải nói là cái áo nó cũ nát bét rồi. Đấy, nó cũ nát bét rồi mà cái ổ khóa chân này vẫn còn nguyên. Các bác thấy kinh khủng không? Đấy. Em đã từng va chạm tới rất nhiều áo rồi. Nên là các bác cứ yên chí là những cái lời bình luận của em không bao giờ có cái chuyện mà trượt đâu. Đấy. Những cái ổ khóa Ta Long nằm trên những cái con áo cũ đấy, mà các bác mua những cái đầu thập niên 85, 80 ấy, 90 ấy, đến giờ này nó đã cũ hết cả áo rồi nhưng mà cái chân này này đấy
tuyệt đối là không bao giờ có chuyện rách được. Đấy, các bác hình dung như thế. Thôi bây giờ là em nói chuyện về cái vấn đề ổ khóa thì cũng khá nhiều rồi. Đấy, các bác xem này. Thấy chưa? Làm gì có cái chuyện rách được, nó là chất dù mà. Đấy, nó là chất dù thì giật kiểu gì cho mà đứt được, trừ trừ khi là lấy kéo cắt thôi. Nó dai. Nó rất là dai mà ở mấy anh em ngoài ngoài quê Bắc em ấy thì hay kêu là dai như đỉa ấy. Đấy, nó dai như đỉa luôn. Đấy, con này thì chỉ có lấy dao lam rạch thì mới chịu thua thôi, chứ còn ngồi bác về bác lại giật nhăn răng ra nhé, không thể nào mà hỏng được cái này. Đấy. Thì thế cái gì nó cũng phải có cái lý do của nó, tại sao khóa ta long lại lại được anh em nó sưu tầm, anh em họ sưu tầm ráo riết như thế. Đấy, vớ được cái bộ khóa ta long mạ bạc mà đế dù thế này thì thôi, chứ còn gì mà nói nữa. Còn phía bên hông của cái con khóa ta long thì nó sẽ có ghi mã là USA, các bác có thấy không? Đấy, sáng rực rỡ luôn. Cái giống ta long là nó như thế. Nó độ bền của dòng ta long nó ngang với dòng khóa rao. Đấy các bác, như thế em cũng tản mạn cho các bác nắm bắt thêm một cái số cái kinh nghiệm như thế. Nếu mà độ bền ấy, thằng ta long và thằng rao thì hai thằng này không có thằng nào qua nổi, kể cả khóa comma hoặc là khóa SokoView, chấp luôn hai thằng đấy. Một mình thằng ta long có thể chấp được là 5 đời khóa comma, các bác yên tâm. Và đấy, em sẽ hôm nay em review về cái khóa hơi chi tiết một tí để cho các bác thoải mái nhá. Rồi bây giờ xin mời các bác là đi vào ở bên trong cái con áo 1967 khóa ta long đời đầu. Đấy, các bác nhìn con áo nó rực rỡ đúng không? Không 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 có gì, không có gì để mà bàn cãi thêm đâu. Một con áo là đẹp rực rỡ luôn. Và nó có kèm theo một chiếc lót mùa đông năm 1982 và chuẩn size. Các bác thế biết thế nào là chuẩn size, là em phân tích thêm. Như này là chuẩn size này. Các bác hình dung nhá. Bên trong con áo M65 bao giờ cũng có ba cái cúc. Đấy, ba cái cúc này là để cài vào cái lót. Đấy. Nhưng không phải cái lót nào cũng lắp vừa được đâu. Đấy, nó lại khó ở cái chỗ là không phải thích là mua lót về là lắp là vừa ngay được đâu các bác nhá. Đây, những chiếc này là biết ngay là các bác nó phải đồng bộ, là phải như thế này nhá các bác. Ừ. Cúc này. Cúc là phải gắn liền với cả chân cúc. Ừ. Các cái đường mình lắp lót vào ấy các bác, nó không có độ xê dịch các bác nhá, nó khít khìn khịt như này này. Đấy các bác có thấy không? Cầm tay vuốt từ trên vuốt xuống nó không hở luôn. Đấy là chứng tỏ là cái lót này và chiếc áo này nó cùng size đến mức độ là một 10-10 luôn các bác nhá. Không có việc là ví dụ như mình lắp vào nó trượt ấy, nó xô lệch ấy, nó xô lệch thì nó sẽ dư ra. Đấy, nó dư ra nó trông như thế này thì trông nhìn nó chán đời, mà khi các bác mặc vào thì nó hơi lụp thụp, mặc vào nó khó chịu lắm. Còn những chiếc áo mà nào mà nó có một cái lót nào đấy mà vừa với nó khít khìn khịt luôn thì nó hiếm các bác nhá. Ừ, không phải là mình cứ thích lắp lót nào là lắp vào được đâu. Cùng cũng là size medium đấy, nhưng mà không phải là thích là lắp là vừa đâu. Đây cái con tem của áo lót trong 1982 rất là đẹp, được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng luôn các bác này, mới. Rồi bây giờ đến đến đâu rồi nhỉ? Quay xong giải thích cho các bác về vấn đề lót lung là xong, lót sạch sẽ các bác nhá, mới lắm. Con áo này là mới thơm phức luôn. Còn cái dàn cổ nẻo các bác yên tâm này. Đấy à. Đấy các bác cứ ghé vào kênh Tây Nguyên thì chắc chắn sẽ không ra được nhanh đâu. Đã ngã vào rồi thì phải xem ít nhất cũng phải nửa tiếng mới xong được một cái áo. Cũng hơi vất vả. Nhưng mà được cái là các bác xem thì cũng là mãn nhãn. Không có điều gì còn băn khoăn nữa. Rồi mời các bác đi vào trong luôn đi nhá.
Em cởi hai con cúc cổ ra này. Đấy, hai con cúc cổ ra thì bên trong có một cái quả tem Medium Zegula nhìn rực rỡ luôn, tem lụa đấy, sáng rực rỡ. Medium Zegula nó có một cái con mọc 01 đấy, các bác xem cái dàn tem nhìn thấy chất lượng các bác. Còn cái dàn lót thì các bác đã hình dung ra được rồi, em quay phim cận cảnh từng cái thớ của cái lót luôn thì các bác có thể biết được là cái dòng lót dày rồi đấy. Năm 1967 quả lót cực kỳ dày, dày cụi luôn này. Còn cúc thì các bác có thể thấy là nó nhám này, thấy chưa, cúc này nó còn chưa bóng. Mặc nhiều hoặc là ai đấy mà đã mặc nhiều đấy thì nó sẽ bóng đúng không, đây còn cúc nó còn nhám phấn luôn này, thấy chưa, cúc còn phấn luôn thì các bác càng yên chí chưa đấy, cúc còn phấn luôn. Còn đây mấy con cúc nẹp đấy, cúc cúc nẹp phía bên đây thì cũng còn phấn này các bác này đấy. Rồi em quay thêm phía bên đây để cho các bác kiểm tra xem là dây rút trên, dây rút dưới, đây là quả dây rút trên này đấy. Đấy, dây rút trên. Còn cái dàn khóa kia thì các bác khỏi phải nghĩ rồi kìa, cái dàn khóa của nó kinh điển rồi, không sợ đâu. Khóa ta long thì một khóa ta long nó chấp 5 con khóa comma, nên là các bác cứ yên chí đi. Còn đây là cái quả túi, quả túi của nó đâu rồi, đây quả túi trắng này, sạch sẽ này các bác nhé. Đấy thì các bác cứ hình dung như là nếu như người ta sử dụng gì đấy hay gì đấy, người ta hay bỏ cái gì vào đây ấy, sợ nó bẩn đúng không, đây này còn nguyên si cho các bác luôn này, thơm lắm, con áo này nó mới nên nó thơm rất đẹp này các bác này. Rồi em quay qua cái quả lót cho các bác xem luôn này cho nó yên tâm nhá. Đấy, em tháo tung ra luôn này, không có, đây em nhổ cái lót lên cho các bác xem này. Đấy, đấy lót nó cứng thấy chưa, nhổ cái lót lên là cứng rồi, không đổ được. Còn đây là tiếp tục cái quả tem năm 1967, tem to, con tem to ta long này, con khoảng đấy các bác thấy nó rực rỡ không, nên là cũng xứng đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Đấy, không phí đi đâu 1.000 nào, cứ yên chí đi. Em cũng cam kết với các bác luôn là các bác sắm cái con áo này về để mà mặc Tết ấy, thì hoặc là sắm để về sưu tầm thì các bác yên chí là sẽ không bao giờ có chuyện là hối hận các bác nhé, rất xứng đáng luôn, em cam kết cho các bác luôn. Để mà sưu tầm một con áo hàng cổ 1967 ta long đời đầu mà màu xanh ngọc, đấy, áo màu xanh ngọc rất là đẹp mà nó hiếm, độ hiếm cực cao luôn, thì các bác sẽ không hối hận đâu các bác yên tâm này, con áo quá đẹp quá rực rỡ này các bác nhé, hầu như là đến cái tầm này rồi thì quá đẹp rồi, không còn đẹp hơn được nữa. Đấy. Còn gì nữa nhỉ, em quay là không còn gì để mà không quay nữa rồi, quay hết rồi, lót chung lót trong lót ngoài, ở lót ấm mùa đông rồi cũng quay cả rồi. Giờ ấy hình như là còn thiếu ấy, là còn thiếu là thiếu cái gì nhỉ, thiếu cái lưng. Đấy, quay lưng luôn. Đây các bác có thể nhìn thấy cái dáng áo này, đây đây cổ này, đây. Cổ này dựng lên này, em dựng lên luôn, nó không đổ này các bác thấy không, các bác có thể hình dung được đúng không. Đấy, quay ba hướng cho các bác xem này. Đấy. Cổ bẻ lên còn không thèm đổ đấy. Còn mũi tai này các bác này, mũi tai để lên rung còn chưa thèm gãy. Đấy. Là các bác hình dung ra được cái nó như nào nhá. Rồi, mời các bác xem cái lưng này. Đấy. Đây em vuốt một phát một trên cổ áo này, đây cái lưng. Đây cái lưng các bác xem này, đấy. Một con áo nhìn thấy nó rất là hầm hố các bác nhỉ. Chất vải ngang, đấy. Chất vải ngang. Đanh. Và nặng áo nhìn nó chắc chắn, một con áo
bền theo năm tháng. Đã bao nhiêu tuổi rồi? 60 mấy, cũng 50 mấy tuổi rồi. Năm 67. 67 là cho là 7 70 đi, đúng rồi. Con áo này phải trên 50 năm rồi các bác nhé. Trên 50 năm rồi mà còn vẫn giữ được cái hình thể nó quá là đẹp như này thì cũng hiếm rồi các bác. Đó, quá mới. Đây các bác có thể mới này, không cần phải mình cứ bảo là cứ quảng cáo gì cho nó tâng bốc lên hay như nào, thật ra là có sao thì nói vậy các bác ạ, mà công nhận nó mới thật đấy cho các bác nhá, nó rất mới luôn này, cổ nẻo cứng đấy. Các bác sưu tầm chiếc áo này về mà chơi hoặc là mà treo treo tủ để mà ngắm thôi đấy, treo cái tủ để mà ngắm thôi thì cũng đã thích rồi, chứ chứ chưa cần nói gì đến chuyện là mặc. Bởi vì là nó dòng 67 ta long này nó hiếm lắm các bác nhá, ít gặp lắm. Có gặp thì cũng có những con cũng không thể nào mà mới như thế này được các bác. Em cũng thua. Bởi vì là mấy năm rồi. 3 4 năm. 3 4 năm mới gặp lại một con. Năm 1967. Đời tem to, khóa ta long. Mà đặc biệt hơn nữa là cái màu xanh của nó lại là cái màu xanh ngọc đấy, cực kỳ hiếm. Các bác ấy quan tâm chiếc áo này về để mà sưu tầm, để sưu tầm hay sử dụng thì liên hệ kênh Áo Lính Tây Nguyên số 0937 741 741. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các chương trình lần sau. Chúc các bác sức khỏe.